Rồi, em hướng dẫn cho mọi người sử dụng bút lửa có đồng hồ bên em nha. Đây, đầu tiên là mọi người kết nối cái bút nếp vào đây. Rồi, sau đó bật công tắc nha. Đây, phải nút on này. Rồi, cắm nguồn. Sau đó mọi người chỉnh lên. Thì cơ bản cắm vô là cái đồng hồ này nó sáng mờ mờ nha, mọi người mặc kệ đó nha. Rồi bắt đầu mình chỉnh lên này. Chỉnh lên thì đồng hồ nó sẽ sáng rực lên. Khoảng chừng ở đó, khoảng chừng 60-70 thì lúc đó nó sáng rực lên. Mọi người giảm lại tầm 50 hay 60 gì đó mọi người biết nhé. Giảm sao đừng để nó tắt được, tùy vào mức nhiệt mọi người sử dụng nữa. Nếu mà muốn viết mà cái đầu ngòi này nó cứng ấy, thì mình chỉnh vừa thôi. Đây, chỉnh không nhìn thấy gì nha, nhưng mà vẫn viết được, mọi người thấy không? Đây là cho ai mới tập viết thì mình cứ viết chậm chậm thôi, còn khi mà mình đã quen rồi thì mình cứ chỉnh đỏ lên. Đây nha, mình thấy nó đỏ, đỏ vô thì dí vô là đen thui luôn. Nhưng mà cái này thì tất nhiên ngòi sẽ mềm, với lại mình không viết quen, mình viết nhanh là nó sẽ bị chỗ đậm chỗ nhẹ nha. Đó. Rồi, về cái bút tô mảng thì mọi người sẽ tắt nguồn đi. Tắt nguồn một lần nữa, sau đó rút giác ra. Rồi mới kết nối cái giác tô mảng vô nha. Rồi, sau đó bật nguồn lại. Ở cái cây bút tô mảng này thì mọi người các bạn hãy cỡ lên. Chờ khoảng chừng 1-2 phút gì đó. Thì bây giờ cái dây này nó sẽ đỏ lên nha. Nó đỏ lên và nó sẽ nung nóng cái đầu này. Thì mình viết là mình viết gián tiếp qua cái đầu sắt này nha. Còn cái dây này nó chỉ có làm nhiệm vụ cung cấp nhiệt cho cái đầu sắt đó thôi. Thì đối với cái bút này mọi người sẽ phải chờ nha. Chờ nó đủ nhiệt thì mình viết nó mới chân chu được. Nó không như cái cây bút nét mà mình có thể viết liền. Ở đây em quay ban ngày nha mọi người, hơi khó nhìn nha. Rồi, đây khói đang bốc lên rồi. Rồi, cái này em chỉ test như vậy thôi nha. Còn cái clip mà test mà viết thì em đã quay rất nhiều trên cân rồi. Thì bây giờ em test nữa thì cái lớp này nó sẽ bị giòn ra nha. Rồi, theo máy thì nó sẽ có 2 mét dây nha. Một bộ thì nó sẽ gồm 2 cây bút 2 mét dây. 2 mét dây này thì mình chỉ để thay cho cái cây bút nhỏ thôi nha. Còn cây bút lớn này thì mặc định là nó không đủ để cháy cái dây này đâu. Nó chỉ vặn hết cỡ, nó chỉ đỏ lên rồi thôi nha. Thì trong khi quá trình mọi người xài mà thấy nó đang xài mà nó không biết được thì mọi người kiểm tra con ốc này. Con ốc này là con ốc để kết nối cái sợi dây nhiệt này và con ốc này. Đó, hai con ốc này sẽ kết nối dây nhiệt nha. Mọi người thấy nó lỏng, nó không lên điện thì mình siết hai con đó là ok nha. Rồi, video đến đây em xin kết thúc nhé. Mọi người có nhu cầu viết bút lửa thì liên hệ với em. Số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề của video luôn.